Vâng, em xin chào các anh. Em test cái con bộ dàn MG33 này cho một anh khách, anh đang yêu cầu là hàng có đọc CD nhá. Đây. Đấy, em dùng hẳn là đĩa tự ghi nhá. Đấy, thì nó vẫn đang đọc đĩa đây. Cái tuy nhiên em cũng nhà em cũng phải nhắc lại một lần nữa là cái này là em test thêm cho các bác. Đấy. Nó về dùng ở đấy lúc nào nó dùng nhá, thì còn đâu là bên em không quan tâm lắm phần đĩa này đâu, bên em không bao chạy đĩa. Đấy, chủ yếu là bao chạy công suất về cắm điện thoại máy tính để nghe nhạc thôi. Đấy, còn các chức năng thì em sẽ test lên cho các anh để các anh biết là nó đọc hay không thôi. Đấy. Còn chức năng chủ yếu này bên em bán bao chạy công suất nhá. Ở đĩa đây. Chỉnh ba tép ở đây nhá. Ok chưa? Đấy. Thì đấy là về phần đĩa. Đấy. Còn điện thoại máy tính mình ấn line chuyển ra đường tép hoặc là đường aux ở đằng sau nhá. Đấy. Thì mình em cắm đường tép, em chuyển đường tép sẽ có tiếng ra này. Cổng quang mình ấn input là nai ở đây nhé, ấn đường nai ở đây này. Đấy, chuyển sang đường OBT. Các bác nếu chuyển các đường vào thì hãy bật nhỏ tiếng xuống trước khi chuyển nhé. Đấy, như em thi thoảng em vẫn quên cái thao tác đấy đấy. Chuyển từ cái cổng này sang cổng khác thì cái nguồn phát nó to nhỏ khác nhau ấy. Nên cùng mức âm lượng nó có thể nó đưa ra các cái âm thanh nó sẽ khác nhau và có thể giật mình. Đấy, tốt nhất là mình nên bật nhỏ tiếng xuống. Chẳng thấy anh đâu, buồn muốn khóc trong mưa bay chiều nay, khi người cuối cùng cũng không phải là anh. Thở thân mình tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưa, đã thôi bay trời sầm sập tối như hồn tôi đây. Đấy nha các anh nào lấy bộ này thì báo em nhá, để đông MG33 hàng đấu mạng cực đẹp luôn nhá. Đấy, xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo bên em nhé.